bà Liễu để nhà hàng giúp đi. Cháu ngoại trả tiền. Bà Liễu để mà cháu ngoại trả tiền. Đây, nhà hàng giúp bổ này, nhỏ đây. Anh đang đi học năm thứ hai mà có tiền đi làm cho nó tiền đây. Nhà hàng giúp bổ nó thấy nó cái dữ liệu ở tại xe nhà vô. Nhà hàng đặt tên là Cross Street. Ok, thôi vậy thôi nha.